Trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái setting render trong phần mềm DaVinci Resolve làm sao để cho chúng ta có thể up được một video có chất lượng tốt nhất up lên các nền tảng như YouTube, Facebook hoặc Instagram nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái giao diện chính của phần mềm DaVinci Resolve ở cái tab render luôn nhé. Mình sẽ đưa ra các thông số và các cái setting ngắn gọn nhất cho các bạn. Và đây chính là cái tab deliver, cái tab cuối cùng ở trên phần mềm DaVinci Resolve. Khi mà chúng ta muốn xuất ra một cái video thì chúng ta sẽ phải vào cái tab này để render ra video. Như bình thường chúng ta sẽ vào những cái nền tảng tương thích, ví dụ như YouTube này hoặc là Vimeo này, Final Cut Pro X vân vân, các cái nền tảng này vì chúng ta nghĩ là nó sẽ tối ưu nhất cho cái chất lượng xuất file, nhưng thực chất nó không phải là như vậy. Với một cái file bạn xuất ra bằng nền tảng YouTube này và bạn render ra bình thường thì cái file nó xuất ra nó có cái dung lượng rất là thấp. Nó sẽ tiện cho những bạn chỉ làm video vlog không cần độ phân giải cao thì up lên YouTube không cần độ phân giải cao thì chúng ta có thể dùng cái này, bởi vì nó xuất file rất là nhanh, render rất là nhanh và cái file thành phẩm khi mà chúng ta render ra nó có dung lượng rất là thấp, up lên YouTube rất là nhanh. Tuy nhiên với những người mà làm video muốn cho chất lượng hình ảnh nó nét hơn, nó tốt hơn, chúng ta sẽ vào custom. Custom này nó là một dạng render mà chúng ta có thể điều chỉnh được tất cả các thông số. Nó sẽ giống như chúng ta chỉnh tay các cái thông số trên camera ấy. Nó sẽ tối ưu nhất cho cái việc render. Vào cái format này, các bạn giữ nguyên QuickTime cho mình nhé. Codec để H.264, encode native, giữ nguyên tất cả các cái này nhé. Về cái resolution này, độ phân giải này, các bạn cho lên 4K. Bởi vì khi các bạn render ra một file 4K ấy, up lên YouTube, YouTube nó sẽ hiểu rằng đây nó là một cái video nó có chất lượng tốt, độ phân giải cao và nó sẽ ưu tiên giữ lại nhiều chi tiết nhất cho video của chúng ta. Kể cả cái video của bạn là 1080 đi chăng nữa nhé, bạn vẫn có thể render nó ra một cái file 4K như thế này. Với điều kiện bạn phải tăng cái quality này. Đây mình sẽ giải thích luôn. Và cái phần quality các bạn sẽ chuyển xuống Redshift 2 này. Ở đây nó đang mặc định 10.000 kilobyte trên giây. Con số này nó khá là nhỏ, mình sẽ tăng chỉ số này lên 60.000. Lúc đấy video render với một cái chất lượng cao hơn so với chất lượng mặc định. Và chúng ta sẽ add to render queue này. Và khi add to render queue nó sẽ hỏi là bạn có muốn chắc chắn render một cái video mà nó có độ phân giải cao hơn so với cái độ phân giải của cái timeline này không, thì bạn cứ add nhé. Vì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn so với render một cái video có chất lượng thấp hơn. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng đánh đổi mà. Sau đó chúng ta sẽ start render thôi. Quá trình này chắc chắn nó sẽ lâu hơn so với việc chúng ta render ra một cái video có độ phân giải thấp giống như các tùy chọn mặc định kia. Và sau khi render chúng ta sẽ có một cái video dạng 4K có chất lượng rất là lớn. Trên thực tế nếu các bạn xuất cái định dạng này ra 1080 nhá và xem trên máy tính bình thường ấy, chất lượng nó vẫn như vậy thôi. Nhưng tuy nhiên khi bạn xuất ra 4K như thế này này, như mình đã nói thì bạn up lên YouTube, YouTube nó sẽ hiểu là đây là một video có chất lượng tốt. Nó sẽ giữ lại nhiều chi tiết hơn so với việc bạn sẽ render ra một cái video 1080 như bình thường đúng với cái timeline của bạn. Vừa rồi là cái render setting mà mình đã trải nghiệm, mình đã thử nghiệm và mình cảm thấy là nó tốt nhất ở trên DaVinci Resolve. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like, đừng quên nhấn vào nút đăng ký ở phía bên dưới để không bỏ lỡ một cái video nào liên quan đến nội dung về dựng phim, làm phim hoặc là du lịch trên kênh YouTube của mình nhé. Còn bây giờ thì see ya.